À, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là tối 23 tháng 10 năm 2021, là tối thứ bảy. Thì uh, tiếp tục với uh, quyển sách uh, Tư Duy đột phá của Soro Hibino. ngày hôm nay cũng có một uh, trải nghiệm rất là thú vị. Uh, một uh, vùng đất mà mình lần đầu tiên mình được đặt chân đến. Thì uh, uh, cũng còn một cách khác để hình dung những chiếc uh, hộp lọt lòng nhau hay con búp bê uh, Ma mà Toyka chiếc hộp nhỏ nhất trong cùng à, tương ứng với mục đích nhỏ nhất khi ta dùng một chiếc hộp lớn hơn để chứa được nó điều này tương tự với việc ta đang mở rộng phạm vi suy nghĩ suy xét vấn đề trên những à, mục đích à, bao trùm hơn giống như chiếc thang đã được mô tả trên đây mỗi chiếc hộp kế tiếp lớn hơn đại diện cho sự phát triển của mục đích khi neo lên những nước thang cao hơn hoặc à, mở ra những chiếc hộp lớn hơn những cách hỏi ở những cách uh, bằng cách hỏi những câu hỏi thông minh gợi ý những mục đích cao hơn bạn có thể dần nhận diện một uh, mục đích có thể tạo cơ hội cho khả năng tìm kiếm một giải pháp hữu hiệu hơn rất nhiều lần ví dụ như uh, sản xuất thiết bị x tốt hơn nhiều uh, cho nên uh, phụ tùng A uh, không cần dùng đến nữa hay là ra lệnh cho bên nhân sự phát triển một hệ thống tuyển dụng hoàn toàn mới thay vì làm việc trên từng trường hợp tuyển dụng sai lầm cụ thể dưới đây là một ví dụ về cách làm thế nào mà hệ thống các mục đích giúp việc mở rộng phạm vi tư duy trong một doanh nghiệp dẫn dắt công ty này đạt đến những giải pháp tiết kiệm chi phí hiệu quả cấp độ toàn cầu việc xảy ra trong một nhà máy sản xuất có vấn đề với chiếc máy bế hộp Chiếc máy này không hoạt động tốt tạo ra đến 25% sản phẩm không đạt chuẩn. Vì vậy, công ty nhận diện vấn đề sơ khởi của họ là giảm lãng phí gây ra bởi chiếc máy này. Nếu dùng phương pháp tư duy phân tích, cách làm thông thường sẽ uh, tiến hành như sau: thu thập thật nhiều thông tin về chiếc máy, vẽ biểu đồ và xử lý thống kê về tần suất hiện uh, xuất hiện sai lỗi, xác định nguyên nhân chủ chốt của tình trạng, thay đổi chi tiết máy, chạy lại máy và đo đạc lại các thông số phương pháp này chấp nhận vấn đề nhận thấy ban đầu là mục đích của hành động xử lý thay vì theo phương pháp truyền thống như trên giám đốc nhà máy người đã học FPT thành lập một nhóm công tác để bàn về những mục đích của chiếc máy bế hộp họ bắt đầu bằng việc nhận diện mục đích nhỏ nhất, nước đầu tiên của chiếc thang là đục lỗ trên tờ giấy việc nhận diện cứ tiếp tục như thế mục đích của uh, mục đích này là gì rồi đến làm miệng hộp. Một loạt câu hỏi như thế này dẫn đến việc hình thành một hệ thống các mục đích như sau: đục lỗ trên giấy, làm miệng hộp, đóng hộp và xếp túi nhựa vào trong. Giao hàng từng gói một cho khách hàng, cung cấp miễn phí túi nhựa cho khách hàng, cung cấp cho khách hàng hộp nhựa dẻo và không thấm nước. Từ danh sách trên đây đến bây giờ cả nhóm đã nhận ra rằng mục đích thực sự mà họ cần phát triển giải pháp cho nó không giống như lúc ban đầu mà lớn hơn rất nhiều để giao hàng từng gói một cho khách hàng họ cùng nhau bàn luận và huy động toàn lực để giải quyết mục đích này và cuối cùng một cái hộp được hoàn toàn được thiết kế mới mà không cần đến máy bế hộp nữa giải pháp này uh, giải quyết tận gốc rễ vấn đề cho phép quá trình sản xuất tốt hơn nhất là tiết kiệm thời gian và tiền bạc từ việc chỉnh sửa một vấn đề không phải là vấn đề hơn thế nữa. Thiết kế chiếc hộp mới còn cho phép công ty có được lợi thế cạnh tranh vì hấp dẫn được lượng khách hàng mới trên cơ sở đồng tiền thu được do tiết kiệm giá thành nhiều hơn chi phí marketing bỏ ra để biến khách hàng tiềm năng thành khách hàng thực sự. Sau đây là một ví dụ khác. Bạn có biết làm thế nào mà việc mở rộng các quan điểm có thể ảnh hưởng rất lớn? À, nên những gì được cho là vấn đề kỹ thuật hay không? Một kỹ sư phát triển sản phẩm của một công ty sản xuất đồ gia dụng rất nổi tiếng ở Nhật đã sử dụng EBT để thiết kế một loạt một loại tủ lạnh mới. Đội ngũ của anh ta, đội ngũ của anh ấy đã khởi động bằng cách dùng khái niệm phát triển mục đích để nhận diện lại cách dùng của một cái tủ lạnh. Hệ thống mục đích bắt đầu với để giữ thực phẩm được mát, rồi thì làm lạnh thực phẩm và để giữ màu sắc và mùi vị tươi ngon cho thực phẩm rồi cứ thế hệ thống này không làm nảy sinh được ý tưởng gì mới vì vậy họ bắt đầu nghĩ đến phương diện giá thành hoặc thiết kế chiếc tủ lạnh lớn hơn như là một cách có thể sáng tạo và cải tiến dựa trên chiếc tủ lạnh truyền thống người kỹ sĩ đã học fpt lúc đó mới hỏi những người trong nhóm rằng ai trong số họ đã mua chiếc tủ lạnh mới trong vòng một năm trở lại Câu trả lời là chẳng ai mua cả vì nền kinh tế Nhật Bản lúc đấy đang trong giai đoạn khó khăn. Anh ta lại hỏi tiếp, ai sẽ là người mua trong giai đoạn khó khăn này? Một vài người trả lời, những cặp đôi mới cưới sẽ mua và hy vọng sẽ dùng nó đến hết cuộc đời. Từ tia sáng đó, họ bắt đầu triển khai mục đích bằng cách suy nghĩ về các cặp đôi mới cưới ở nông thôn trong thế kỷ 21. Họ tái cấu trúc mục đích của họ theo hướng này, bắt đầu từ việc giữ thức ăn uh, ngon uh, mắt và ngon miệng mục đích của uh, việc đó là gì câu trả lời là để khỏi nuôi tới cửa hàng thực phẩm mỗi ngày tiếp tục hỏi vậy mục đích của việc đó uh, việc đó là gì câu trả lời cuối cùng là để có nhiều thời gian hơn điều này mới chính thức điều này mới chính là mục đích uh, thực sự lớn mà trong đó cả nhóm sẽ thiết kế lại chiếc tủ lạnh mới thiết kế này thiết kế mới này được khách hàng chào đón nồng nhiệt và trở thành sản phẩm bán chạy nhất ở nhật bản câu chuyện thú vị này minh chứng cho những lợi ích từ việc mở rộng hệ thống các mục đích đầu tiên tạo ra một hệ thống thông qua các quá trình suy nghĩ và sẽ hướng đến việc xem xét sâu sát hơn các quan điểm và giá trị được nhìn nhận dưới con mắt khách hàng hoặc người sử dụng thứ hai việc mở rộng những mục đích sẽ giúp nhận diện và phát triển nhiều bảng mục đích của nhiều nhóm khách hàng khác nhau thứ ba triển khai mục đích sẽ mở rộng không gian suy nghĩ bằng cách xem xét các yếu tố khác nhau con người sự việc thời gian thời gian và cách thức. Điều đó truyền cảm hứng cho việc kiến tạo giải pháp cho mục đích bao trùm hơn. Giải pháp này chắc chắn cũng sẽ giải quyết cho vấn đề khởi phát ban đầu. Thứ tư, mở rộng các quy uh, thứ tư, mở rộng các mục đích uh, giúp vượt qua những thành kiến mà con người thường gặp phải bằng cách thúc đẩy họ khám phá những ý kiến khác với thông thường. Thứ năm, mở rộng các mục đích loại bỏ những yêu cầu không quan trọng và định kiến có sẵn. Ví dụ, định nghĩa tủ lạnh như một thiết bị để giữ lạnh thực phẩm để giữ lạnh thực phẩm và điều uh, thường được nghĩ đến do vậy định nghĩa lại nó như một loại máy móc giúp tiết kiệm thời gian làm lộ ra định kiến thông thường nêu trên mà nhiều khi ta không biết đó chính là một định kiến thứ sáu việc mở rộng mục đích càng sớm và giai đoạn 2 uh, trong giai đoạn tìm giải pháp cung cấp thêm lợi ích uh, phía thượng nguồn cho tổ chức đó là việc tăng khả năng uh, khám phá giải pháp mà kết quả lại tạo ra được sự cải thiện bao trùm cả tổ chức. Nói tóm lại, bằng cách mở rộng các mục đích với phương pháp tiếp cận hoạch định và thiết kế để giải quyết vấn đề, chúng ta có khuynh hướng dịch chuyển về phía cấp độ suy nghĩ lớn hơn. Điều này gia tăng sự nhận diện ra những mục tiêu chiến lược hơn trong cùng một tình huống. Những nhà sáng tạo hàng đầu về giải pháp nhấn mạnh và chúng ta đều đồng ý với họ rằng giá trị của việc mở rộng mục đích dẫn đến một không gian sáng tạo lớn hơn trong đó những tư tưởng lớn và suy nghĩ sâu sắc có thể xuất hiện ví dụ trong trường hợp uh, máy uh, bế hộp tất cả các phòng ban trong công ty tiếp thị thiết kế sản phẩm sản xuất kỹ thuật quản lý và kế toán đều cùng hợp lực để đem lại một giải pháp tối ưu chuyển đổi một vấn đề đơn thuần việc vận hành một chiếc máy ở bộ phận sản xuất trở thành sự thay đổi chiến lược cho toàn tổ chức khi mọi người cùng ngồi lại làm việc với nhau, những lợi ích về động lực nhóm cũng là một kết quả cần được nhấn mạnh. Sự gia tăng đáng kể chia sẻ nhận thức và sự thông hiểu, hiểu biết về các mối liên kết giữa các sự việc khác nhau trong một tình huống xuất hiện khi những cá nhân trao đổi ý kiến với nhau về mục đích và các định nghĩa về chúng. Chỉ bằng cách chia sẻ ý kiến này mới có thể xây dựng lòng tin giữa các thành viên và phát triển những lợi ích tương hỗ, khai triển mục đích cùng hỗ trợ cách đối thoại mang tính xây dựng giữa các thành viên việc này cực kỳ quan trọng trong thế giới ngày nay khi một tổ chức có thể có nhiều nhân viên khác nhau về chủng tộc khi một dự án có thể kết nối đa quốc gia và các tình huống công việc luôn rủi ro và khó lường trước trong môi trường mà sự sáng tạo là điều mà công việc đòi hỏi từ tất cả mọi người ở mọi cấp độ khác nhau trong tổ chức việc mở rộng mục đích có thể xem là một động năng quý báu dẫn dắt đến những sáng tạo đột phá Suy nghĩ về mục đích là một công cụ rất mạnh mẽ. Nếu bạn muốn trở thành nhà hoạch định chiến lược cho doanh nghiệp, hãy bắt đầu suy nghĩ theo cách mở rộng các mục đích hơn là luôn luôn chấp nhận những tuyên bố vấn đề đã định sẵn. Tuy nhiên, hãy nhớ đừng lẫn lộn việc mở rộng các mục đích và mở rộng mục tiêu của bạn. Chúng ta sẽ thảo luận làm chúng ta sẽ xảo, chúng ta sẽ thảo luận về cách làm sao để mở rộng mục tiêu một cách thích hợp trong mối... À, tương quan với mục đích à, về sau này rất nhiều nghiên cứu về kinh doanh đều chỉ ra rằng à, đối mặt với à, thử thách hoặc à, nới rộng mục tiêu đều có thể à, đưa đến sự phát triển những mục tiêu lớn à, hơn có thể được à, nhìn thấy tương tự như việc phát triển mục đích thật ra chúng à, không hoàn toàn giống nhau và khá nguy hiểm hãy xem xét hai ví dụ sau đây điều gì xảy ra khi hãng xe xác lập mục tiêu bán hàng lên 147 đô la trên giờ cho nhân viên kinh doanh và hãng Enron đưa ra mục tiêu kinh doanh nhiên liệu đầy thử thách vào cuối những năm 1990. Trường hợp đầu tiên dẫn đến hệ lụy là nhân viên kinh doanh của xe đã phải làm thêm những việc không cần thiết và thu thêm tiền từ khách hàng cho đến tận khi có nhiều than phiền đến nỗi chủ tịch tập đoàn hiểu ra rằng những mục tiêu đó đã thúc đẩy nhân viên lừa dối khách hàng để thu thêm tiền. Và dĩ nhiên, chúng ta cũng nhớ lại những gian lận của enron bởi những mục tiêu tương tự có nhiều người sẽ tranh luận rằng khai triển mục đích chẳng qua sẽ làm thời gian và tiền bạc sẽ làm mất thời gian và tiền bạc khi mọi người đều biết vấn đề là gì nhưng thực ra phát triển mục đích sẽ hồi đáp lại rằng nếu bạn không tốn thời gian và tiền bạc để làm đúng ngay từ đầu đến lúc nào đó bạn sẽ phải tốn kém thời gian và tiền bạc để làm lại tuy rằng việc tìm thấy một mục đích À, đúng đắn có thể tốn một ít tiền nhưng bắt đầu từ một mục đích sai lầm hoặc một vấn đề không căn bản còn phải trả giá nhiều hơn gấp bội. Sự liên quan giữa các nguyên tắc cơ bản của MBT và giai đoạn xác lập mục đích. Hãy tìm hiểu làm sao để mỗi nguyên tắc trong ba nguyên tắc cơ bản của MBT có thể hỗ trợ việc tìm ra những mục đích lớn hơn góc nhìn toàn diện bao quát trong ba nguyên tắc này góp phần đáng kể cho khả năng tạo ra một hệ thống mục đích bằng cách kích thích kỹ năng tư duy về liên kết, phân biệt và nhận diện các mô thức, trải nghiệm và trực giác đưa những nguyên tắc này vào mẫu câu hỏi sẽ giúp bạn có được sự sáng suốt và minh mẫn, tiến lên những nấc thang cao hơn để thấy được những mục đích toàn cục lớn hơn so với bất kỳ giải pháp nào mà bạn đã kiến tạo. Nguyên lý 1. Mục đích và tính độc đáo. Xem xét kỹ lưỡng các mục đích, bạn sẽ hiểu vì sao EBT nhấn mạnh về sự độc đáo. Bởi lẽ mỗi tổ chức cộng đồng, các giá trị đều có sự khác biệt và độc đáo. Việc mở rộng mục đích buộc chúng ta phải nghiên cứu kỹ lưỡng uh, những điểm ấy bằng cách triển khai các mục đích của vấn đề chúng ta đã uh, tiến gần hơn và nhìn nhận vấn đề dưới ánh sáng riêng biệt của mỗi tổ chức, mỗi con người, mỗi khách hàng và cứ thế. Dưới đây là một ví dụ một nỗi thường gặp phải là con người thường cố ý hay vô ý định trước uh, mức độ thay đổi trước khi hoàn toàn thấu hiểu về mục đích căn cứ vào số liệu trong quá khứ của các giả định họ đã có những định kiến trước về các giải pháp và sự thay đổi những quan điểm đã được cài đặt trước này sẽ kiểm soát mọi khả năng giải quyết vấn đề tuy nhiên vì đã dự đoán trước Mức độ thay đổi nên các kỹ thuật kèm theo và thậm chí cả ngân sách cũng phải được tính toán sao cho phù hợp với tình huống đó. Thế nên thông thường một giải pháp ra đời nhưng không thể thỏa mãn hoàn toàn tình trạng đặc biệt của vấn đề. Chẳng hạn như câu chuyện sau đây, vị Tổng Giám đốc của một nhà máy, 600 công nhân cùng với các vị quản lý khác rất nó nắng về rất nhiều vấn đề trong nhà máy, bao gồm chất lượng sản phẩm không đảm bảo, giao hàng chậm chi phí cao và làm thêm giờ. Trong suốt uh, 8 tháng họ cùng nhau phân tích số liệu uh, cho rằng mục đích của việc ấy là tìm ra cách để làm tốt hơn. Và cho ra đời một giải pháp xây dựng cơ sở sản xuất mới hiện đại có thể tăng gấp đôi năng suất, giúp nhà máy kiểm soát sản lượng, cải tiến hệ thống giao nhận và giảm giá thành vị tổng giám đốc. Nhờ tôi giúp họ thiết kế một nhà máy hiện đại. Theo ông ấy, việc đó rất cần thiết. Sau khi dành một buổi chiều đi thăm nhà máy, tôi yêu cầu thành lập một nhóm dự án để làm lại từ đầu, dùng phương pháp EVT thay vì chấp nhận mục đích là làm cho tốt hơn. Như đã quyết định trước đó, tôi bắt đầu dẫn dắt họ bằng bài tập đi tìm mục đích. Cuối cùng cả nhóm quyết định rằng mục đích cần được tập trung vào là loại bỏ những thứ không cần thiết trong nhà máy, một quan điểm chiến lược cho những thay đổi họ cần làm bằng cách mở rộng suy nghĩ về mục đích của sự thay đổi, mục đích mới phát triển một hệ thống quản lý mới để đơn giản hóa và tái cấu trúc giúp công ty hoạt động hiệu quả hơn. Mục đích sau cùng được chọn lựa từ việc mở rộng các mục đích giúp cho nhóm dự án phát triển một giải pháp sống chỉ cần thực hiện ngay trong nhà máy hiện hữu mà không cần phải xây luôn một nhà máy mới nữa. Mặc dù là một nhà máy hiện đại hàng đầu hoàn toàn tự động đã có thể xây dựng nhưng ý kiến ban đầu của ban giám đốc như ý kiến ban đầu của ban giám đốc nhưng nguyên tắc về tính độc đáo của et là hệ thống câu hỏi về mục đích đã cho phép nhà máy tiết kiệm chi phí cho một giải pháp hoàn toàn chưa cần đến cần ghi nhớ rằng quá trình triển khai mục đích cho trường hợp của công ty nêu trên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xem xét sự độc đáo một công ty khác với một vấn đề tương tự cũng không thể có cùng một hệ thống và các mục đích bởi vì sản phẩm khách hàng nhà xưởng nhân công hoặc rất nhiều dữ liệu khác khó mà giống nhau việc tập trung vào mục đích tạo điều kiện cho các chức năng quan trọng khác liên kết liên quan đến tính độc đáo của vấn đề giúp đồng bộ hóa mục đích và giá trị mỗi một vấn đề hay một cơ hội thật sự đều có hai mặt bản nguyên và giá trị tính bản nguyên tập trung vào những điều kiện căn bản của tình thế ví dụ ai cái gì ở đâu như thế nào trong tình hình trong tình thế đặc biệt cần phải thay đổi này. Bản nguyên có thể là việc phát triển một sản phẩm mới, chỉnh sửa một lỗi trong quá trình sản xuất, sửa chữa một cái máy hỏng hoặc một thiết kế mới. Tính giá trị phản ánh ước mơ, nguyện vọng của niềm tin của cá nhân và tổ chức. Giá trị mơ ước và nguyện vọng thường là động lực để tìm kiếm sự thay đổi cho một giải pháp sống. Giá trị cũng dẫn dắt chúng ta trong quá trình ra quyết định. Việc phát triển mục đích giúp hé nộ những giá trị của tổ chức và kết nối chúng với nỗ lực để đảm bảo rằng giải pháp phản ánh hoàn toàn. À, cảnh đặc biệt mà công ty thực sự quan tâm và mong muốn hoàn thành nó trong sứ mệnh của mình. Giá trị tạo cảm hứng cho con người hợp tác à, trên một vấn đề cùng cảm thấy nỗ lực chung là quan trọng trong giấc mơ chung với công ty của mình. Tầm quan trọng của giá trị được nhìn thấy rõ khi so sánh hai nhóm người. Nhóm thứ nhất cùng tìm giải pháp theo giá trị chung. Nhóm kia làm việc đơn giản theo sự phân công. Nhóm thứ hai không có chung uh, bối cảnh để giải quyết vấn đề. Sự thiếu mất Uh, những giá trị là một công thức đơn giản của những giải pháp vừa vời, không có sự hiểu biết về các giá trị trong một tổ chức rất dễ dẫn đến các sai lầm trong quyết định và điều đó hiển nhiên tạo ra những kết quả xấu cho hoạt động của công ty. thì uh, buổi đọc sách uh, tối ngày 23 tháng 10 xin được dừng lại ở đây, chúc cho các bạn có một buổi tối uh, ngon giấc và có ngày chủ nhật uh, thật nhiều niềm vui bên uh, gia đình và bạn bè của mình. สินสดีครับและพบันอีกครั